Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại. Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác lại viết những công việc cần thiết lúc bây giờ, và ít hôm sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến. Như mọi người đều biết, sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ, thì chú biểu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được 1 tháng, sau này là giữ được 2 tháng. Bác lại hỏi còn các thành phố khác? Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là thế còn vùng nông thôn thì thế nào? Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, thế là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân, giờ cứu quốc đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm, kháng chiến thắng lợi muôn năm.